Tại Humber College ở Canada. Đại khái ngành esthetician là chuyên gia làm đẹp. Mình được học chuyên sâu về da, cách dưỡng da đúng cách và những thành phần có trong các sản phẩm làm đẹp. Trong video ngày hôm nay thì Natalie sẽ nói cho các bạn biết về cách dưỡng da buổi tối của mình như thế nào. Đây là video đầu tiên mà Natalie chia sẻ về cách dưỡng da của bản thân. Các bạn cùng theo dõi nhé. Việc đầu tiên là Natalie sẽ buộc gọn tóc tai lên, bởi vì mình không muốn trong lúc rửa mặt tóc đụng vào sữa rửa mặt. Việc đó có thể gây lên mụn ở phần gần da đầu và trên da mặt, nên là luôn luôn nhớ phải buộc gọn tóc tai ra khỏi mặt trước khi rửa mặt và dưỡng da nhé. Bước 1 chắc các bạn đều biết, đó chính là nước tẩy trang. Với nước tẩy trang thì Boon dùng sản phẩm của Garnier. Boon dùng tới hai loại nước tẩy trang. Loại nước tẩy trang này là hoàn toàn chỉ có nước, không có chứa dầu. Loại mà các bạn có thấy một cái phần nổi dầu lên đây là gọi là nước tẩy trang có dầu. Khi nào mà Boon kiểu như make up nhẹ, không có đánh mascara thì Boon sẽ dùng loại nước này. Còn khi nào mà có mascara thì Boon sẽ dùng loại có dầu. Bởi vì dầu sẽ làm phần mascara mềm ra và chúng ta có thể tẩy mascara dễ hơn. Bây giờ Boon sẽ dùng loại này nha. Nếu các bạn nào ở Canada thì mình khuyên là nên mua bông tẩy trang của Kohl, tại vì bông tẩy trang Kohl rất là mềm. Ok, thì nước tẩy trang dầu đầu tiên chúng ta phải lắc lên. Boon sẽ gập miếng bông gòn lại như thế này, lấy một bên trước, chúng ta sẽ đổ cho nó ướt một mặt cái này. Sau đó Boon sẽ để lên phần mắt. Mình sẽ để bông tẩy trang lên khoảng 10 giây, sau đó quẹt xuống theo chiều hướng ra như thế này. Sau đó mình lau phần dưới đây, sau đó các bạn dùng như thế này, nhắm mắt lại nha, lau từ dưới lông mi, lau lên trên. Để kỹ hơn nữa thì Boon thường sẽ lấy tăm bông, một cái Q-tip nhỏ, chấm một miếng của nước tẩy trang, sau đó mình sẽ lau nhẹ dưới đây, lau sát phần chân mi. Luôn luôn tẩy trang thì kỹ phần mắt, bởi vì mắt rất là quan trọng và mắt rất là nhạy cảm. Bạn làm tương tự với phần mắt tiếp theo nhé. Chúng ta vẫn còn quay một mặt sạch thì thường mình sẽ dùng cái mặt đằng sau để lau lông mày, lau theo chiều kim đồng hồ ra vào ra vào. Ok, thế là xong phần lông mày. Tiếp theo thì Boon sẽ lau ở phần dưới con mắt. Natalie sẽ lấy thêm một miếng bông gòn nữa. Mình sẽ lau lại toàn bộ khuôn mặt một lần nữa theo chiều kim đồng hồ. Thường thì Boon lau một nửa khuôn mặt trước và sau đó lau bên còn lại, vẫn còn rất nhiều. Khi mà lau phần môi á, chúng ta nên lau dọc theo các đường vân môi. Chúng ta đã tẩy trang xong rồi. Thường nếu mà có make up thì Boon sẽ làm 3 bước rửa mặt. Bước đầu tiên là tẩy trang với nước tẩy trang. Bước thứ hai là dầu tẩy trang, vì dầu tẩy trang mới có thể lấy các chất bẩn, bụi bẩn, các chất thải thừa từ mỹ phẩm sâu bên trong da mình ra được. Sau đó thì Boon sẽ dùng sữa rửa mặt lại một lần nữa. Với dầu tẩy trang thì Boon sử dụng Dermalogica. Nó có tên là Pre-Cleanse, có nghĩa là trước khi rửa mặt và sữa rửa mặt bình thường á. Là Boon dùng Midnight Recovery Cleansing Oil của Kiehl's, cũng rất là dễ xài và hợp với da của Boon. Natalie sẽ sử dụng Pre-Cleanse của Dermalogica trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lấy tầm 2 pump. 1, 2, ok. Theo đó các bạn xoay tay như thế này. Đối với Pre-Cleanse thì sẽ rửa trên da lúc mà chưa có nước, không hề có nước gì hết. Chúng ta sẽ massage theo chiều kim đồng hồ và hướng đi lên. Các bạn có thấy không? Như thế này. Okay, đầu tiên là má, mũi, trán và mắt.
Sau khi đã massage toàn bộ khuôn mặt thì bây giờ chúng ta bắt đầu trộn với nước để tạo một lớp bọt trắng trên da. Các bạn rửa tay với nước và sau đó rửa lên da cũng theo chiều kim đồng hồ. Mọi người có thấy cái vệt trắng không? Thì các bạn phải lấy đủ nước nhưng mà cũng không quá nhiều nước và massage thêm một lần nữa. Ok, bây giờ mình rửa lại với nước nha. Đừng bao giờ gọi là chà mặt như thế này, sẽ làm tổn thương da đó. Tiếp theo, Bun sẽ dùng sữa rửa mặt của Simple. Bun thật sự rất thích em Simple này bởi vì nó rất là dễ xài và hợp với da của Bun. Thì Simple là một hãng mà có những thành phần cực kỳ thân thiện với làn da và hợp với tất cả các loại da. Nên là bạn nào mà mới bắt đầu sử dụng dưỡng da thì các bạn có thể bắt đầu từ Simple. Bun đã dùng em Simple này rất là lâu rồi. Đây là tiếp thứ 4, thứ 5 gì đó Bun xài. Bun đã xài từ ở Việt Nam rồi. Thì bây giờ Bun sẽ rửa mặt lại bằng Simple. Các bạn chà như thế này để tạo bọt, nó sẽ rất là dễ tạo bọt. See, thấy không? Má, mũi và trán luôn luôn massage lên. Ok, thì Bun đã rửa mặt sạch sẽ rồi. Chúng ta lại lấy một cái khăn để thấm nước. Bước tiếp theo thì mình sẽ tẩy tế bào da chết bằng Daily Microfoliant của Dermalogica. Sản phẩm tẩy tế bào da chết này là rice base, có nghĩa là các nguyên liệu chính là làm từ gạo nên nó cực kỳ mịn và thân thiện với làn da, rất là dịu nhẹ cho da. Thế nên nó có chữ daily ở đây là có thể dùng được mỗi ngày luôn. Đây, nó sẽ đổ ra như thế này. Thì lúc mà mình đổ ra nó sẽ hoàn toàn là bột. Các bạn nào mà tìm kiếm tẩy tế bào da chết tốt thì mình highly recommend em này. Bởi vì nó rất là thích hợp cho mọi loại da, tẩy tế bào da chết rất là tốt. Cách sử dụng là khi mà đổ ra tay bột thế này, các bạn sẽ phải mix với nước, trộn bằng lòng bàn tay. Cũng là làm động tác tay như thế này để tạo bọt dễ hơn. Ok, thì nó foaming hơn, nó phải có bọt như thế này. Ok, bây giờ mình rửa lại với nước. Bước tiếp theo, Bun sẽ tẩy tế bào da chết môi. Bun sử dụng em Galaxy của Lush. Bun rất là thích các tế bào tẩy da chết môi của Lush và mặt nạ tươi của Lush cực kỳ tốt. Các bạn nên tham khảo. Trước khi tẩy thì mình sẽ làm ướt môi trước. Bây giờ chúng ta sẽ tẩy da chết môi theo đường hình tròn. Thường sau khi mình tẩy tế bào da chết môi xong thì Bun sẽ dùng bàn chải đánh răng để chà nhẹ thêm một lần nữa lấy đi các lớp da chết. Ok, sau khi rửa mặt, tẩy tế bào da chết mặt và môi thì thường là Bun sẽ đi tắm để tránh trường hợp nếu mà mình còn thiếu hoặc là sót cái sữa rửa mặt ở đâu đó. Thì lúc mà mình tắm và gội đầu thì mình sẽ lấy đi hết tất cả những cái dư thừa đó và sẽ tránh được trường hợp lên mụn trên da. Ok, bây giờ Bun sẽ quay trở lại sau nhé. Hello, Bun đã quay trở lại rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với các bước dưỡng da nhé. Bắt đầu bước dưỡng da thì Bun sẽ dùng toner trước. Thật ra là Bun đã đổ em Kiehl's. Bun đã đổ em hoa cúc, toner hoa cúc vào trong đây rồi. Em Dermalogica này cũng rất là tốt. Nhưng mà Bun, đây là sản phẩm yêu thích của Bun, Kiehl's. Bun dùng toner hoa cúc này một thời gian rất là lâu rồi, rất là lâu rồi. Và Bun thật sự rất thích em toner này nên là mình đổ vào đây để xịt lên mặt cho dễ. Đối với chai xịt thì các bạn có thể tìm kiếm, ở đâu cũng có, rất là dễ kiếm. Mình chắc là trong Miniso cũng có hoặc là ra chợ. Ok, Bun sẽ xịt lên mặt. Dưỡng da vào buổi tối thì Bun sử dụng hai em serum này. Bun sử dụng Advanced Night Repair của Estée Lauder và em Midnight Recovery Concentrate của Kiehl's. Chúng ta sẽ nhỏ 3 giọt. Giọt ở đây và giọt trên trán. Bun sẽ tán nó ra chút.
nó vỗ nhẹ để cho thấm. Nhớ dùng, nhớ là bôi cả cổ nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ dùng em này cũng 3 giọt. À, mình rất là thích mùi mùi của Midnight Recovery của Kiehl's. Nó là mùi lavender. Lavender có tác dụng làm dịu da, và thậm chí mùi lavender cũng giúp cho bạn dễ chịu và giảm căng thẳng hơn. Vì thế nên là mình dùng vào buổi tối rất là tốt luôn. Tiếp đến dưỡng ẩm thì Moon sẽ dùng Yunja Facial Cream của Kiehl's. Chất kem của em này có độ dày trung bình nhưng lại cực kỳ nhẹ, không có cảm giác nặng trên da, không có cảm giác bị nhờ, bị rít gì hết, thấm rất là nhanh luôn. Thì thường Moon sẽ lấy khoảng như đây. Tiếp theo Moon sẽ dùng kem mắt. Loại kem mắt này có tên là Advanced Night Eye Repair ta, của Estée Lauder. Mình bị mất cái chữ trên cái lọ rồi nên là mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà nó cùng dòng với cái em Advanced Night Repair của Estée Lauder. Thì thường khi mà Bun xuất mắt, Bun sẽ hay massage theo chiều đi lên như này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các bước dưỡng da rồi. Natalie xin được cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu như mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào muốn hỏi mình, hoặc là những câu hỏi mà liên quan tới da của bạn, thì các bạn có thể comment ở dưới phần comment bên dưới, hay là các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho Boon ở Facebook và Instagram. Boon sẽ để ở cuối video. Một điều quan trọng nữa là các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Hãy nhớ bật chuông lên để cập nhật nhanh nhất những video của Natalie nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.